Các yếu tố nguy cơ ở bệnh nhân có thể xảy ra, nhưng mà bệnh nhân không tuân thủ điều trị tăng huyết áp, bệnh nhân sử dụng các thuốc như là thuốc NSAID, thuốc cường giao cảm, hoặc là bệnh nhân có những cái bệnh chứng khác như bệnh nhu mô thận hoặc kẹt động mạch thận. Về mà sau khám triệu chứng thì bệnh nhân có các triệu chứng nghi ngờ thì tổn thương cơ quan tích hay không. Ví dụ như bệnh nhân có đau đầu, có rối loạn thị giác, có đau ngực, khó thở, có cái dấu hiệu thần kinh khu trú. Chú đánh giá các tổn thương cơ tích như thăm khám các dấu hiệu về thần kinh, về tim mạch, về phổi, về thận. Đồng thời thì đây là những cái về mặt cận lâm sàng thì có những cái xét nghiệm mà bắt buộc chúng ta cần phải làm ở những cái bệnh nhân mà có cái tình trạng tăng huyết áp nặng. Khi mà đo huyết áp trên 180 trên 110 thì chúng ta phải xét nghiệm công thức máu để xem là bệnh nhân có giảm chiều cao không, có cái tình trạng huyết khối trong mạch hay không, thì là creatinine, điện giải đồ, điện tim, và xét nghiệm là haptoglobin RTH xem có tình trạng huyết khối tan máu hay không. Và các xét nghiệm theo cơ quan đích khi mà chúng ta định hướng được là bệnh nhân có nghi ngờ tổn thương ở ở vùng cái cơ quan nào thì chúng ta sẽ đi theo cái hướng tiếp theo để tìm cái những cái tổn thương cơ quan đích ở đó. Ví dụ như là tim mạch thì có thể chụp cái quang để xem có phù phổi hay không, xét nghiệm men tim, điện tâm, xét nghiệm men tim, siêu âm tim. Về tổn thương thận thì siêu âm thận để đánh giá nhu mô thận và động mạch thận, chụp CT sọ não để đánh giá tổn thương não, đặc biệt ở những cái phụ nữ có thai thì phải xét nghiệm để xem là bệnh nhân có thai hay không. Như vậy thì đối với chẩn đoán tăng huyết áp cấp cứu thì nó về mặt chẩn đoán thì tương đối là đơn giản, không có gì về khó khăn cho chúng ta về mặt tiếp cận chẩn đoán bạn. Tuy nhiên thì đối với mặt điều trị thì hiện nay thì đối với các bệnh nhân tăng huyết áp cấp cứu thì vẫn chưa có một cái khuyến cáo chung cụ thể nào với mức huyết áp chúng ta cần phải điều trị là bao nhiêu. Do vậy nên là đối với các tình huống tăng huyết áp cấp cứu thì sẽ cần phải được điều trị theo tùy cái tình huống bệnh cảnh cụ thể với những cái tổn thương cơ quan đích của bệnh nhân đang có là gì. Như vậy thì đối với những bệnh nhân này chúng ta cần phải thứ nhất đầu tiên là bệnh nhân cần phải vào khoa cấp cứu và chuẩn bị hồi sức để xử trí và theo dõi huyết áp liên tục, vì những bệnh nhân này cần phải đòi hỏi phải điều trị thuốc hạ huyết áp ngay và nhanh chóng. Tuy nhiên thì hạ huyết áp xuống mức bao nhiêu và trong vòng bao nhiêu lâu thì tùy thuộc vào cái bệnh cảnh tổn thương cơ quan đích của bệnh nhân và sẽ có những cái lượng thích hợp. Và các thuốc dùng hạ huyết áp ở những bệnh nhân này thì chúng ta phải sử dụng những cái thuốc giảm huyết áp đường truyền tĩnh mạch vì là nó có tác dụng nhanh nhanh chóng và có thời gian phản ánh ngắn để chúng ta có thể tránh được cái việc là hạ huyết áp quá cho bệnh nhân. Và đây là một cái bảng biểu đồ cho thấy là cái tưới máu não ở những bệnh nhân bình thường, bệnh nhân có cái bệnh lý tăng huyết áp thì trước, hoặc bệnh lý có những cái bệnh lý đột quỵ não cấp thì chúng ta thấy là ở những cái bệnh nhân này thì cái tỷ lệ máu não nếu mà chúng ta hạ thấp xuống nhanh chóng thì có vẻ gây làm nặng lên cái tình trạng mà thiếu máu hay không, thiếu máu não, thiếu máu cơ quan. Do vậy nên là việc mà hạ huyết áp nhanh chóng thì nhắm lại lại là phải tùy vào tình huống cụ thể của mỗi bệnh nhân. Vậy thì chúng ta có những cái nhóm thuốc gì để điều trị tăng huyết áp cấp cứu? Thì ở đây thì chúng ta sẽ có cái nhóm thuốc là chặn beta, cái nhóm thuốc chặn kênh canxi, những nhóm thuốc giãn mạch. Thì hiện tại thì ở tất cả các viện thì hiện tại thì đang chủ yếu là các thuốc nicardipine hoặc là nitroglycerin là thuốc phổ biến nhất. Vậy thì đối với từng cái bệnh cảnh cụ thể thì chúng ta sẽ xử lý như thế nào? Thì thứ nhất là các bệnh nhân có bệnh não do tăng huyết áp thì lâm sàng như thế là bệnh nhân có đau đầu, co giật, có
có thể là có xuất hiện mù loáng quang, thì CT có thể cho MRI chụp cộng hưởng từ có thể cho thấy là tổn thương chất rắn ở trục red. Thì đối với những cái nhóm bệnh nhân này thì chúng ta cần phải giảm huyết áp mục tiêu là không quá 20 đến 25% trong một vài giờ và giảm xuống bình thường trong vòng một ngày tiếp theo. Các thuốc được lựa chọn điều trị ban đầu thì có thể là sử dụng các thuốc labetalol hoặc là các viên đường truyền tĩnh mạch. Rồi, đối với những nhóm bệnh nhân xuất huyết não thì trên chúng ta đối với những bệnh nhân vào xuất huyết não thì các khuyến cáo hiện tại thì đưa ra là chúng ta phải hạ huyết áp xuống dưới 140 trên 90 để làm giảm cái nguy cơ tiến triển của cái khối máu tụ trong não và làm giảm cái kết cục biến chứng về thần kinh sau này. Thì hầu hết các thuốc đều lựa chọn là labetalol và nicardipine ở những cái nhóm bệnh nhân có tổn thương não. Về đối với cái nhóm nhồi máu não chúng ta, đối với nhóm nhồi máu não thì hiện tại thì về thuốc thì chúng ta cũng không có gì khác biệt đối với nhóm xuất huyết não cả. Nhưng tuy nhiên thì nếu mà chúng ta huyết áp lớn hơn 220 120 thì ta cũng sẽ chỉ giảm 10 đến 15% huyết áp trung bình trong vòng 24 giờ thôi. Tuy nhiên ở cái nhóm này thì chúng ta cần phân biệt ở những cái bệnh nhân có cần phải có phải có triệu chứng điều trị tái động mạch hay không bằng tiêu sợi huyết hoặc là lấy huyết khối thì chúng ta cần phải hạ huyết áp xuống nhanh xuống dưới mức 185 trên 110 mm thủy ngân khi mà trước khi chúng ta điều trị tái thông mạch cho bệnh nhân và duy trì cái huyết áp đó trong vòng 24 giờ. Đối với các bệnh nhân xuất huyết dưới nhẹ thì chúng ta sẽ giảm các huyết áp xuống khoảng từ 140 đến 190, nhưng mà ở nhóm này thì chúng ta thường sử dụng các nhóm nimodipine để tránh cái biến chứng co thắt mạch não về sau. Đối với các bệnh nhân có mà tổn thương các mạch máu lớn như ở đây thì có là bóc tách động mạch chủ hoặc phình động mạch chủ thì đối với nhóm này thì chúng ta cần phải hạ huyết áp xuống nhanh chóng xuống dưới 120 mm thủy ngân để giảm cái tiến triển của cái bóc tách động mạch chủ. Tuy nhiên về thuốc thì chúng ta có thể chọn là các thuốc labetalol hoặc các thuốc giãn mạch nicardipine hoặc nitroglycerin, nhưng mà ở cái nhóm này thì chúng ta cần phải hạ được, đồng thời chúng ta cũng phải hạ được nhịp tim xuống 60 nhịp tim nhiều lần trên phút. Cho đây khi mà sử dụng những cái thuốc giãn mạch thì trước đấy thì chúng ta sẽ phải sử dụng những cái thuốc chạy kênh chạy beta giao cảm để giảm nhịp tim xuống trước vì để làm tránh tránh cái phản ứng tăng nhịp tim bằng những cái thuốc hạ huyết áp giãn mạch. Đối với các bệnh nhân có hội chứng bệnh cấp vì điện điện tim biến đổi STT xung quanh T tăng và siêu âm tim rối loạn đồng đồng vùng thì tất cả các bệnh nhân này thì đều không khuyến cáo hạ huyết áp tức thì thường quy ưu tiên điều trị tái thông mạch sớm hơn. Đối với nếu nếu mà bệnh nhân có những cái tình trạng phục hồi cấp thì chúng ta nên sử dụng những cái loại thuốc nitroglycerin để làm tăng cái lượng máu lành mạnh ở những nhóm bệnh nhân này. Đối với nhóm mà bệnh nhân phục hồi cấp thì đối với nhóm này thì nguy cơ bệnh nhân khó thở và thời gian làm hai bên và X quang mở cánh buồng thì đối với nhóm này thì việc giảm huyết áp không được quá 25% trong giờ đầu tiên và theo lời theo dõi tình trạng đường máu, đồng thời chúng ta phải cung cấp oxy đầy đủ cho bệnh nhân và sử dụng các thuốc giãn mạch như là nitroglycerin hoặc cùng với kèm với các thuốc lợi tiểu. Đối với cái nhóm đặc biệt là một nhóm làm ở nhân phụ nữ có thai thì nếu bệnh nhân này thì bệnh nhân có cái biểu hiện phụ nữ đại tiết thì đã được coi là một cái tăng huyết áp cấp cứu rồi. Và đối với những nhóm này thì chúng ta cần phải hạ huyết áp xuống dưới 160 trên 110. Về các thuốc được dùng
thì thường dùng ở đây đối với nhóm này thì có thể dùng các thuốc chặn beta như là các thuốc làm beta luôn. Nhưng tuy nhiên thì ở nhóm các thuốc chặn beta này thì cần phải có một cái lưu ý là tránh tránh cái sử dụng quá liều để gây tích lũy liều gây giảm nhịp tim thai. Các thuốc có thể an toàn hơn như là các thuốc là chặn cái canxi như là nicardipine hoặc các thuốc giãn mạch như methylopan. Đặc biệt thì cái nhóm nitroglycerin là được chống chỉ định ở nhóm phụ nữ có thai do có thể gây độc ngộ độc cho thai nhi. Ở đây ở các nhóm mà bệnh nhân có cái biểu hiện tăng huyết áp ác tính như có tổn thương mắt, có soi đáy mắt, có tổn thương võng mạc, có xuất huyết hoặc là phù gai tim thì chúng ta cần phải giảm huyết áp nhanh chóng trong vòng vài giờ, giảm được từ 20 đến 25% và các thuốc thường dùng là các thuốc chạy kênh canxi hoặc là chạy beta giao cảm. Đối với các nhóm bệnh nhân có tăng huyết áp do u tủy thượng thận hoặc là những bệnh nhân mà sử dụng các thuốc kích thích, đối với những cái bệnh nhân mà sử dụng các thuốc tăng huyết áp do sử dụng các thuốc kích thích như là methamphetamine hoặc là cocaine thì đối với những bệnh nhân này thì các thuốc sử dụng đầu tay sẽ là benzodiazepine. Bây giờ những nhóm bệnh nhân này có thể xuất hiện theo những cái biểu hiện của cái tổn thương tim cấp tính do co thắt mạch vành thì đối với những nhóm này thì chúng ta cần sử dụng cái thuốc giãn mạch nhưng không được sử dụng cái những cái thuốc chạy beta giao cảm là chống chỉ định tương đối ở cái nhóm này vì là cái cơ chế của giãn mạch vành nó không 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 phù hợp với ở cái nhóm này là sử dụng các thuốc kích thích. Vậy thì tóm lại đây là một cái bảng tóm tắt và đối với những tùy cái bệnh cảnh cụ thể và cái thời gian chúng mức độ mục đích điều huyết áp và thời gian sử dụng và thuốc để lựa chọn ở những cái bệnh loại hình mà tổn thương cơ quan đích khác nhau thì đây là một cái bảng tóm lại ở những cái gì em đã nói ở trên. Về lưu đồ xử trí thì đầu tiên là chúng ta phải đo huyết áp và sau đó là xác định là đồng thời là xác định có tổn thương cơ quan đích hay không và sau đó là đi tìm cái nhóm tổn thương cơ quan đích đấy làm gì thì và đưa ra những cái hướng điều trị đối với cường lại tổn thương cơ quan đích như vậy. Về kết luận thì tăng huyết áp cấp cứu là một cái tình trạng không được gặp nhưng là một cái tình trạng nặng và cần phải nắm vững các tình huống để xử trí phù hợp trong từng tình huống cụ thể và cần phải xử trí hạ huyết ngay và theo dõi chặt chẽ để tránh những cái biến chứng về tăng huyết áp hoặc là điều trị quá mức gây ra. Cảm ơn. Tiếp theo chúng ta sẽ nghe báo cáo của bác sĩ Nguyễn Công Trọng. Mà kính thưa các cô và các anh chị, ở trong hội trường của người đang online, thì sau đây em xin trình bày bài là sự chính có dạy. Thì về mặt trình tự học thì chúng ta thì thấy là động kinh là hiện tại là một trong những phổ biến trên thế giới, với ảnh hưởng đến 80% dân số và chiếm đến 1/2 tổng số khám tại khoa cứu, và trong đó thì người ta thống kê thấy rằng là trong đó 1/4 là cái cơn có chất động kinh đầu tiên. Ở Việt Nam thì có những nghiên cứu tại cộng đồng dân cư tại ở nội thành thành phố Hồ Chí Minh từ tháng 1 năm 2019 đến tháng 7 năm 2020 thì người ta ghi nhận rằng là có các tỷ lệ động kinh hiện mắc là 5,49/1.000 và bệnh nhân nam thì nhiều hơn bệnh nhân nữ. Trong đấy là động kinh toàn thể chiếm gần 70% và động kinh cục bộ chiếm khoảng gần 20% và còn lại là động kinh không được phân loại.
tỷ lệ bệnh nhân được điều trị chiếm hơn 80% và trong đó khoảng điều trị là 15% và tỷ lệ bệnh nhân chưa được điều trị ở 5,7%. Trước khi đi vào bài sự kiện của thì em cũng xin nêu một số khái niệm về các khái niệm về liên quan đến concept để mọi người có thể nắm được. Thứ nhất là về seizure, cơn co giật, tức là cơn kịch phát xảy ra đột ngột do hoạt động điện bùng phát không tự ý, không có từ 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 ý của não, và cơn có thể là cơn co giật liên quan đến hoạt động không từ ý của cơ vân, các cơn không liên quan đến co giật của cơ như là cơn báo ý thức, các cơn rối loạn tâm thần, về các cơn về cảm giác cũng như tự chủ. Cơn vang sừng, tức là cái cơn co giật cơ vân, là một chuỗi hoặc một chuỗi là một hoặc một chuỗi các sự cố cơ không tự ý của cơ vân. Thứ ba là epilepsy đột quỵ, là một rối loạn của não hoạt động trong bộ khuynh hướng hoặc bản chất lâu dài, với việc cải tạo đó co giật bởi các hậu quả thần kinh và thần kinh như là về nhận thức, về tâm lý xã hội của tình trạng và đồng kinh, đặt ra cái mục tiêu là để chỉ một số tình huống là dễ dễ bị lặp đi lặp lại của nhiều cơn động kinh. Về hội chứng động kinh, hội chứng động kinh là một rối loạn biểu hiện bởi một hoặc nhiều loại co giật đặc trưng liên quan đến tuổi và có thể liên quan đến gen. Thứ ba về về status epilepsy, trạng thái động kinh, thì ngày xưa từ về mặt lịch sử thì liên quan tới động kinh đã định nghĩa là tình trạng mà động kinh mà có cơn động kinh đơn lẻ kéo dài trên 30 phút hoặc một loạt cơn động kinh, trong đó chức năng không hồi phục dựa vào cơn động kinh mà cũng kéo dài trên 30 phút. Nhưng mà vì liên quan đến tính thực hành cấp cứu, cho nên là để mà chẩn đoán lên 30 phút thì là điều chậm và khó khăn, cho nên là sau đó thì mà liên quan quốc tế động kinh đã đưa ra một định nghĩa mang tính thực hành hơn, tức là những cái cơn co giật trên 5 phút có thể liên tục hoặc là lớn hoặc bằng hai cơn động kinh trong việc, trong đó ý thức chưa hồi phục hoàn toàn. Nhưng đến năm 2015 thì là hiệp hội động kinh quốc tế cũng như là liên đoàn chống động kinh, liên đoàn quốc tế chống động kinh, người ta đã công bố một định nghĩa khác và rộng hơn về 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 liên quan đến thời điểm chẩn đoán động kinh. Thứ nhất, thời điểm T1. T1 đấy là thời điểm hoạt động co giật đang diễn ra được coi là kéo dài bất thường và có khả năng tự dừng lại một cách tự nhiên, và là thời điểm mà này là nên bắt đầu điều trị về chẩn đoán về trạng thái động kinh. Khoảng T2 là khoảng thời gian sau đó mà các hoạt động co giật đang diễn ra mà có nguy cơ để lại các biến chứng lâu dài đáng kể, thì với T1 với T2 thì trạng thái động kinh sẽ là một là một trong những tình trạng do sự suy giảm của cơ chế chịu trách nhiệm chống chất cơn động kinh, hoặc do sự khởi đầu của các cơ chế dẫn đến các cơn động kinh kéo dài tiếp diễn sau thời điểm T1, và cũng là để hậu quả là kéo dài sau thời điểm T2. Và hậu quả đó thì gồm có thể chết tế bào thần kinh và tổn thương tế bào thần kinh, hoặc là thay đổi mạng lưới tế bào thần kinh tùy thuộc vào loại và thời gian của cơn động kinh. Thế các mốc thời gian người ta đặt ra đối với những cái cơn co giật có cứng thì thời điểm T1 lớn hơn 5 phút, nó tương đương giống như là cái định nghĩa mang tính thực hành của cũ là lớn hơn 5 phút. Nhưng mà đồng thời co cứng co giật thời điểm T2 lớn 3 phút cũng tương đương với định nghĩa cũ là cũng là trên co trên tương tương tự. Còn những cái cơn co giật cứu trú và suy giảm ý thức thì T1 là lớn hơn 10 phút và T2 lớn hơn 60 phút. Cơn vắng ý thức thì T1 từ 10 đến 15 phút và và cái T2 là không không chọn xác định thời gian. Thì đây chính là định nghĩa về trạng thái động kinh. Ở trong đó thì mình sẽ chú ý nhiều nhất đến trạng thái động kinh co cứng co giật là trong thực hành lâm sàng ở cấp cứu như ICU mình đang hay gặp, đó là có cứng và trực trên 5 phút và để lại hậu quả trên 3 phút. Một định nghĩa nữa mà muốn mọi người có nắm được, đó là có giật có yếu tố kinh hoạt, tức là có giật có triệu chứng cấp tính, là thường là cơn này có thể xảy ra sau một vấn đề cấp tính ảnh hưởng đến cấp tính đấy mà ảnh hưởng đến kích thích não bộ, như là đó là định nghĩa là thường là thay đổi lâm sàng về não đồ và cho thấy là sự hoạt hoạt hóa của hệ thần kinh ban đầu chỉ giới hạn trong một phần bán cầu não. Có giật toàn thể thì ngược lại thì thay đổi lâm sàng và tiền não đồ là cho thấy tổn thương đồng bộ cả hai bán cầu đại não. Về mặt cơ chế thì trong tế bào thần kinh thì có hai cái dẫn truyền thần kinh mang tính ức chế và mang tính kích thích, và ở trạng thái bình thường là hai trạng thái này cân bằng nhau. Trong đó thì thể dẫn truyền thần kinh mang tính ức chế là thông qua receptor GABA, và mang tính kích thích là thông qua glutamate.
và hai thể dựng thần kinh này đều liên quan đều thực hiện dựng thần kinh thông qua sự đi vào đi ra của các chất điện giải, đặc biệt là natri, kali, clo và canxi. Chính vì mất cân bằng của hai hệ này mà có thể xảy ra các cơn co giật. Thứ nhất là kích thích quá mức của hệ thần kinh mang tính kích thích hoặc là giảm hoặc ức chế cái hệ thần kinh hệ thần kinh ức chế, làm cho hoạt hóa các tế bào não và kích thích một cách quá đà bùng nổ và làm cho gây ra cơn co giật. Thì cũng giống như là vừa định nghĩa, thì nếu mà lan tỏa về mặt là các cơn co giật mà xảy ra đồng thời mà lan tỏa cả bán cầu, người gọi là đồng kinh toàn thể, co giật toàn thể. Nếu mà chỉ xảy ra khu trú của một bán cầu thì là đồng kinh tương thuần hoặc là cục bộ, và tỷ lệ hiện tại trên thế giới là trong đó 60% là đồng kinh bộ, 30% đồng kinh toàn thể, và 10% là không xác định được là loại đồng kinh chưa được xếp vào đồng kinh gây đồng kinh nào. Có thể là do mình chưa khai thác được hoặc là chưa chưa chuẩn đoán ra. Năm 2017, hồi Liên Hiệp Quốc tế chống động kinh, người ta đưa ra các phân loại rõ hơn về về phân loại về động kinh. Thứ nhất là động kinh có khởi phát cục bộ, trong đó phân dưới nhóm có còn ý thức và suy giảm ý thức trong và có liên quan vận động hay không liên quan vận động. Khởi phát toàn thể thì thường liên quan cơn vận động và cơn có ý thức, và một số và loại thứ ba là không rõ khởi phát. Và phân loại rộng hơn thì dưới những cái cơn khởi phát vận động có thể những cơn vận động tự động, cơn mất động lực, cơn co giật, cơn co thắt, cơn tăng vận động, cơn giật cơ, cơn co cứng. Còn những cái cơn khởi phát không vận động, ví dụ như là cơn liên quan đến thần kinh chủ chủ, hành vi, nhận thức, cảm xúc, giác quan, vân vân, thì đây là những cái phân loại dành cho bác sĩ chuyên khoa thần kinh liên quan để chẩn đoán và điều trị. Nó cũng đặc biệt liên quan đến mình cần phải làm các theo dõi lâm sàng và chẩn đoán bằng điện não đồ nữa. Về mặt nguyên nhân mà gây ra khởi phát động kinh thì có lúc này mình có hai là một là nguyên nhân liên quan đến những cái cơn co giật có mang yếu tố kích thích, thì thông thường thì trên lâm sàng mình cũng gặp khá là nhiều, ví dụ như là các nguyên nhân liên quan đến những con chấn thương, liên quan đến chảy máu đột sọ, liên quan với các dị dạng mạch não, nhiễm trùng, rối loạn điển dại, đường gluco, hoặc bệnh lý não gan, gan ngộ độc. Thì và một số trong trong thực hành lâm sàng thì có thể liên quan đến một số thuốc mình dùng. Thì bảng bên tay phải là mình chỉ ra một số thuốc có thể liên quan đến có thể gây ra các cơ giật, ví dụ như là thuốc chloroquine hay là thuốc kháng sinh, đặc biệt là beta-lactam, một trong những thuốc mà mình có thể để ý trên lâm sàng hay gặp ở trung tâm, đó là viên nam có thể gây co giật trên lâm sàng, và một số thuốc khác như gây mê gây tê, chống trầm cảm, liên quan một số thuốc ấy, liên quan đến chất gây nghiện, và đặc biệt là một số thuốc liên quan đến rượu. Còn mà những cái nguyên nhân và về mặt nguyên nhân tương tự mà liên gây ra những cơn động kinh ở trạng thái động kinh thì cũng cũng tương tự, nhưng mà liên quan nhiều đến các hậu quả về sau, ví dụ như là về đột quỵ, về chấn thương sọ não sau này, ảnh hưởng của thuốc, đặc biệt là khối u ở não, vân vân, và một số bệnh liên quan đến tình trạng viêm não, đặc biệt là viêm não tự miễn. Hiện tại ở trong trung tâm thì cũng đã có nhiều trường hợp điều trị về trạng thái động kinh liên quan đến viêm não tự miễn, đặc biệt là viêm não tự miễn có từ kháng thể kháng tự thể MMA. Trên đây là cái bảng phân loại theo lứa tuổi, mình có thể nhìn có thể thấy rõ là mỗi lứa tuổi có những cái nguyên nhân co giật khác nhau. Ví dụ như tuổi lứa tuổi trẻ thường liên quan đến một số liên quan đến quá trình chuyển dạ sinh, hoặc là liên quan đến rối loạn di truyền. Ở người lớn và thanh thiếu niên thì thường liên quan đến các chấn thương, liên quan đến các chất gây nghiện, hoặc là phát triển ra những cái khối tổn thương trong não như u não, viêm não bệnh và có bệnh lý chuyển hóa ở não. Để trên lâm sàng khi mà tiếp cận với một bệnh nhân mà có cơn động kinh co giật đầu tiên mà để mình có thể chẩn đoán đây là cơn động kinh hay là không phải là cơn động kinh, thì mình có những cái đặc điểm nhất định mà có thể hướng đến là bệnh cơn này có cơn động kinh hay không phải cơn động kinh. Thì thứ nhất là cơn động kinh thì thường là xảy ra thời gian ngắn, trong khi đó không không cơn không phải động kinh thường là kéo dài hơn,
hoặc là thời gian rất ngắn, chỉ có thể mấy giây. Triệu chứng của cơn động kinh thường là tụ thành một cái khối thống nhất và nhiều lần gặp, nhiều lần khá khác nhau, và nhiều lần xảy ra các triệu chứng nào thường là gần như tương tự nhau. Tuy nhiên cơn không cộng động kinh thì thường là đa triệu chứng và dao động và thay đổi khi trong quá trình thăm khám. Cơn động kinh thì thường gặp mất ý thức và trong ý thức sau và có thể hồi phục sau cơn, đặc biệt là trong quá trình hồi phục có thể gặp giai đoạn lú lẫn, và các tình huống xảy ra thường là không rõ ràng, không đặc biệt. Trong cái đấy cơn động kinh không phải động kinh thường là có những cơn mất ý thức ngắt quãng hoặc hồi phục rất nhanh và không có cơn lú lẫn sau cơn, và tình huống có thể là rất dễ nhận biết. Cơn động kinh thì có thể xảy ra khi ngủ, và đặc biệt là một triệu chứng khá là điển hình đó là khám lưỡi. Nếu mà mình khám lưỡi mà mình thấy bệnh nhân có tổn thương lưỡi hai bên thì thường là đó là khả năng là cái tỷ lệ có độ nhạy trong lần đăng à, độ đặc hiệu 100% để chẩn đoán cơn động kinh. Và các một số đặc điểm khác nữa như trên trên bảng, trong đó thì để ý là có cái tư thế trương lực rồi mất phản xạ giác mạc hay là chỗ nhập và bệnh sử ký có liên quan đến tổn thương thần kinh luôn. Thì để tại sao phân biệt như thế, vì các cơn động kinh có thể phải mỗi loại cơn động kinh có thể phải chẩn đoán đến một một các cơn mà tương tự như cơn động kinh. Ví dụ trên bảng hình có thể thấy là những cơn động kinh tại thái dương có thể phải phân biệt với cái cơn loạn thần cấp, đột quỵ, mất trí nhớ, cơn ngủ gật và ban ngày đó chưa ngủ, hoặc cơn động kinh cục bộ và vận động có thể là liên chẩn đoán với cái cơn run, cơn tích vận động, cơn run rẩy chân tay, một cơn động kinh toàn thể lớn. Thì thường phải chẩn đoán với những cơn gọi động kinh như là cơn ngất xỉu, cơn rối loạn phân ly và cơn loạn thần thấp, cơn cấp kèm theo ngất và vân vân. Ở trên đây thì là một cái sơ đồ chẩn đoán được các nguyên nhân có thể liên quan đến nguyên nhân về co giật, thì trong đó thì có yếu tố kích không yếu tố kích hoạt và có yếu tố kích hoạt. Thì không có yếu tố kích hoạt thường là bệnh liên quan đến bệnh kinh, trong đó thì có động kinh toàn thể và động kinh khu trú. Còn có yếu tố kích hoạt thì mình có thể là mình đi tìm các vật chất của tổn thương, ví dụ như là tổn thương mạch máu, tổn thương hộp độc, cấu trúc não, nhiễm trùng hoặc là chuyển hóa. Trong một cuốn trong tác giả Harrison đã đưa ra một cái lược đồ về tiếp cận co giật ở người lớn. Thì trong đó thì mình đầu tiên là khi bệnh nhân gặp cơn co giật, mình sẽ khám lâm sàng và loại trừ các cơn có thể không phải động kinh như là ngất, tai biến mạch não thoáng qua, đau ngực đầu, rối loạn tâm thần cấp và những nguyên nhân động kinh khác. Nếu mà bệnh bệnh sử mà bệnh nhân đã có tiền sử động kinh rồi thì mình sẽ điều tra lại quá trình điều trị thuốc có bỏ thuốc hay không. Ở bên nước ngoài thì người ta có thể đo được cái nồng độ của thuốc trong 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 điều trị, và từ đấy có thể là nếu mà dưới ngưỡng điều trị, mức điều trị của thuốc mình có thể nâng thuốc và từ đó theo dõi. Về nếu mà có bất thường và nếu mà có bất thường về cận lâm sàng thì mình thì điều trị các bất thường về cận lâm sàng này, ví dụ như về rối loạn chuyển hóa, về nhiễm toàn điện giải, về đo được đường máu và về độc độc chất. Nếu mà chưa có tiền sử cơn động kinh, tức là cơn động kinh đầu tiên, thì mình phải làm các chẩn đoán liên quan đến có những cái yếu tố kích hoạt như 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 hình bên như lúc nãy mình đã nguyên nhân mình đã nói, ví dụ về có thể cận lâm sàng có thể làm các điểm giải chức năng gan thận về tầm soát chất độc, từ đó sẽ đưa ra các hướng để điều trị nếu mà có các nguyên nhân dưới có nguyên nhân gây ra. Còn nếu mà không có rối loạn về mặt nguyên nhân thì mình có thể phải đi chụp cộng từ và kèm theo là làm điện não đồ, thì đấy từ đấy và mình sẽ phân loại là co giật này là co giật khứ trú hay toàn thể và đưa ra các chiến lược điều trị. Thì trên đây là lược đồ chẩn đoán, đây là lược đồ chẩn điều trị bệnh nhân co giật tái lại. Ví dụ là có dấu hiệu đặc trưng bất có bất thường đặc trưng trên điện tập điện não đồ, có cái tổn thương mà trên não mà có để lại các triệu chứng từ xa, ví dụ là u não hoặc là dị dạng mạch máu não hoặc là đột quỵ, hoặc nữa là trên chụp hình ảnh thần kinh học có những rối loạn đặc trưng có thể gây ra các cơn co giật tiếp theo, hoặc là cơn co giật này đầu tiên này xảy ra trong lúc ngủ và cơn co giật mà đầu tiên này có thể nghĩ đến là có hội chứng động kinh. Thì nếu một trong các triệu chứng ở các yếu tố như trên
thì người ta sẽ khởi cơ trị ngay bằng các thuốc chống động kinh, còn nếu mà không có thì sẽ trì hoãn, sẽ trì hoãn lại và đợi, đợi nếu mà không xảy ra cơn co giật tiếp theo thì mình không cần phải điều trị chống động kinh, và nếu mà xuất hiện thêm cơn co giật thứ hai thì mình sẽ khởi trị thuốc chống động kinh. Thì một cái nghiên cứu, một cái guideline thì người ở Mỹ người ta đưa ra thì người nhận thấy là nếu những cái cơn được động kinh mà điều trị hay không điều trị thì cái nguy cơ xảy ra tái hiện những cái cơn động kinh mà không có ý thức kích hoạt thì thường sẽ tái hiện có trở lại sau trong vòng 2 năm đầu, và tỷ lệ là 21 đến 45%. Về đó là tiếp cận khi những cơn co giật không có ý thức kích hoạt. Nếu tiếp cận bệnh nhân mà có cơn co giật có ý thức kích hoạt thì mình phải đánh giá, đưa ra đánh giá ban đầu về tình trạng lâm sàng cũng như là khám cũng như đưa các xét nghiệm để xem là nguyên nhân sau sau dưới đấy là gì, và phải điều trị theo nguyên nhân mà có thể gây ra cơn cơn co giật. Tuy nhiên thì khi mà mặc dù có điều trị các mặc dù mình nhận thấy các nguyên nhân mà gây ra yếu tố kích hoạt và gây ra cơn động kinh, mình có thể điều trị. Nhưng các tác giả cho rằng nếu nếu bệnh nhân mà có một trong các triệu chứng như là cơn co giật kéo dài trên 3 phút, cơn co giật cơ vân ấy, có kéo dài trên 3 phút, hoặc là xuất hiện lại cơn xuất hiện cơn có nguy cơ xuất hiện cơn thứ hai, hoặc là có tình trạng có thể xảy ra đánh giá có tình trạng nguy cơ xảy ra cơn thứ hai là cao, hoặc là tổn thương não, hoặc là có được đột quỵ não và chẩn đoán não, thì chỉ cần một trong năm các yếu tố trên, nếu mà có thì người ta khuyến cáo rằng nên khởi trị ngay thuốc chống động kinh và bắt đầu theo dõi. Nếu mà khi phát hiện ra được các nguyên nhân mà gây ra cơn động kinh mà điều trị triệt để mà có thể giúp theo dõi mà không xảy ra nữa thì mình có thể là ngừng thuốc chống động kinh, ví dụ như là có cơn do cơn rối loạn điện giải hay là cơn hạ glu hạ hạ hoặc tăng glu máu. Còn không có các yếu tố trên thì các tác giả ở khuyến cáo này mình chưa cần khởi trị ngay thuốc chống động kinh. Về nói sơ qua về thuốc chống động kinh thì từ năm nghìn hơn năm nghìn từ năm 1860 thì đã phát hiện ra những thuốc có khả năng ngăn chặn các cơn kích hoạt của não bộ, từ đó gây ức chế được cơn động kinh như Clomid. Từ đó thì phát hiện ra rất nhiều thế hệ sau đây, sau này có thuốc thế hệ mới, và hiện tại mình đã có ba thế hệ thuốc đã phát triển rất nhiều. Thì trong đấy thì một số thuốc mình thường dùng trên lâm sàng như phenobarbital, valproate, carbamazepine, hay là một số thuốc khác như là topiramate, levetiracetam, vân vân. Thì người ta phát triển từ các cấu trúc, mà từ sau đó thì người ta dựa vào cấu trúc học để thay đổi và từ đó phát hiện ra các loại thuốc mới. Hầu hết là về mặt cơ chế thì hầu hết là các thuốc này đánh vào mục tiêu, một là điều trị các kênh ion điện thế bao gồm kênh natri, canxi và kali, thứ hai hoặc là tăng cường ức chế qua trung gian các ba, hoặc là ngăn chặn các kích thích qua trí não glutamate, ví dụ như là qua NMDA, AMPA. Thứ tư là có thể điều trị trực tiếp quá trình giải phóng phổ synap. Ở trên đây là các thuốc, các cơ chế mà các thuốc có thể tác động lên trên các hệ kênh natri, kênh canxi, tác động lên hệ các ba glutamate, hoặc là gắn với các protein SV2A, hoặc là đánh vào hậu synap. Thì đây là chi tiết về các thuốc, cơ chế về các thuốc có thể điều trị trong kinh. Thì trong đấy thì có một số thuốc có thể đánh vào hai cơ chế cùng một lúc, đặc biệt là một các cơ thuốc có thể bôi đỏ ấy, là có thể đánh vào hai cơ chế, ví dụ như là valproate có thể đánh vào cả LAMPA và cả NMDA, receptor NMDA, vân vân. Về mặt lựa chọn thuốc thì cũng đã có rất nhiều guideline đưa ra về mặt lựa chọn thuốc, ưu tiên thuốc nào là thuốc khởi trị đầu tiên đối với từng loại động kinh. Giả sử như là cơn động kinh, hội chứng động kinh, cơn động kinh khởi phát cục bộ hay gọi là khởi phát từng phần, thì
choice vẫn là lamotrigine hoặc là levetiracetam. Cơn động kinh khởi phát toàn thể có thể là valproate và levetiracetam. Brampanel là khởi phát là vừa lựa chọn Fosson. Có thể được lựa chọn thay thế khác như trên trên hình vì chúng ta có rất nhiều loại thuốc đánh vào nhiều cơ chế khác nhau. Tuy nhiên thì khi mà lựa chọn thuốc mình phải xem xét vào cái hiệu quả của thuốc đối với các dạng co giật và các tác dụng phụ có thể xảy ra tương tác thuốc với nhau và đặc biệt là các bệnh lý đi kèm như bệnh lý bệnh gan bệnh thận đặc biệt là liên quan đến giới tính hoặc là phụ nữ có thai hay có kế hoạch sinh con hay không và đồng thời là liên quan chi phí nữa. Về mặt điều trị thì đầu tiên là sẽ là đơn trị liệu. Nếu mà đơn trị liệu thất bại thì mình sẽ lựa chọn thuốc thay thế phục đơn trị liệu. Đến nếu mà vẫn tiếp tục thất bại thì mình sẽ lựa chọn thuốc thuốc. Vâng, thì trên vừa rồi là sơ qua về cái thuốc các thuốc chống động kinh, một trong những gọi là cấp cứu nội khoa thường gặp ở trong trong ICU cũng như là trong cấp cứu đó là trạng thái động kinh và thông thường là mình các bác sĩ hồi sức cũng như các đội cấp cứu cũng thường thường xuyên đối diện đó là trạng thái động kinh. Trạng thái động kinh là một cấp cứu nội khoa và tương đối là phải đánh giá điều trị kịp thời bởi vì nó để lại hậu quả rất nghiêm trọng có thể ảnh hưởng đến hệ thần kinh mạch hô hấp hệ thần thần kinh trung ương về gây ra rối loạn chuyển hóa tổn thương thận tổn thương nội tiết cũng như là các tổn thương cơ quan khác và từ đó sẽ gây có thể gây hậu quả nghiêm trọng. Người ta thống kê thấy là ở Hoa Kỳ có 50.000 đến 150.000 trường hợp mỗi năm được báo cáo là có gặp trạng thái động kinh và trong đó người ta thống kê lên tỷ lệ tử vong đến 30% ở người lớn và chính vì thế và ở Mỹ người ta đã ở năm 2016 người ta đã đưa ra phác đồ để xử trí trạng thái động kinh vào gồm các bước như sau từ nếu mà gặp cơn co giật trạng thái động kinh từ phút từ trong vòng 5 phút thì thông thường sẽ là ổn định bệnh nhân trong đấy là ổn định theo ABC và khai thác lại và đồng thời là mình xử trí các ABC theo như là thở oxy cũng như là có thể đàn ống được khí quản nếu bệnh nhân mà rơi vào hôn mê thực hiện đèn tâm đồ để xem có rối loạn nhịp không và thử đường máu ngay lập tức nếu mà đường glucose dưới 3,3 mmol trên lít thì ở người lớn là mình sẽ cho thì mình ngay lập tức cho thiamin hay là vitamin B1 ạ và lập tức ngay lập tức thiết lập các đường truyền và từ đó lấy các xét nghiệm để đánh giá như là điểm dài đánh giá điểm dài về đánh giá về huyết học và các độc chất. Nếu từ không từ phút từ không đến phút thứ năm mà cơn co giật mà không cắt được thì người ta gọi cơn là gọi đi vào trạng thái động kinh và từ đấy mình sẽ lựa chọn thuốc thì trong đấy thuốc được lựa chọn là phốt choi là thuốc benzodiazepine trong đó thì có ba loại là mình thường dùng thứ nhất là midazolam lorazepam hoặc là diazepam thì có thể là dùng tiêm tiêm trong cơ cũng như là truyền truyền tĩnh mạch nếu mà không có ba thuốc kia sẵn có thì có thể dùng truyền đường tĩnh mạch phenobarbital hoặc là trong trong giai đoạn này và thuốc người ta lựa chọn là để second line có lựa chọn trong trường hợp này đó là sẽ truyền phosphenytoin hoặc là bắt đầu cơ trị bằng acid valproic và đây là thuốc mình hay dùng trên lâm sàng có truyền tĩnh mạch hoặc là điều trị bằng truyền tĩnh mạch levetiracetam thì hiện tại levetiracetam của mình chỉ có mới có dạng uống chưa có dạng tĩnh mạch. Nếu mà không có những cái lựa chọn trên thì có thể truyền phenobarbital. Nếu mà mình đã sử dụng những thuốc này với liều tối đa rồi mà vẫn không được thì từ phút thứ 40 phút 60 thì năm 2016 thì không có bằng chứng rõ ràng để đưa ra cái guideline trong trong trường hợp này người ta cũng nhận thấy rằng
nếu đến bước này thì mình có thể thêm các thuốc các cái thuốc gây mê, ví dụ là thiếu thiếu các vitamin D5, đặc biệt propofol hiện tại mình đang dùng, và ngay lập tức mình sẽ đánh giá bằng 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 điện não đồ và từ và hội chẩn của các chuyên khoa thần kinh. Tuy nhiên thì năm 2022 thì tác giả một Abin đã đưa ra về phác đồ trong trong điều trị động kinh năm 2022 với cập nhật hơn, thì với nhiều nghiên cứu cho thấy rằng ketamin có lợi, có thể chấm dứt được các cơn động kinh kháng siêu kháng trị, thì người ta đã đưa ketamin vào là lựa chọn, một trong những lựa chọn có thể giúp điều trị ở những bệnh nhân trạng thái động kinh siêu kháng trị ở đây. Và tiếp theo là đánh giá các nguyên nhân, ví dụ như bệnh nhân mà có bệnh lý tự miễn, mình có thể dùng các thuốc miễn dịch, liệu pháp miễn dịch, hoặc là nếu mà có những cái tổn thương trong u nang thì có thể phẫu thuật, và đặc biệt là một số lựa chọn khác, ví dụ như là bệnh nhân mà bị bệnh lý tự miễn, ví dụ là viêm tuyến tự miễn chẳng hạn, thì mình có thể sử dụng liệu pháp thay đổi tương. Và một số trên này sơ đồ này có một số cập nhật hơn là có thể là lacosamin cũng đưa vào bước pha thứ hai, và lúc đầu thì cập nhật này lập đồ 2016 thì lacosamin thì không được đưa vào, nhưng lập đồ 2022 tác giả là cho lacosamin, cũng có nghiên cứu đã cho thấy là có hiệu quả ở pha thứ hai. Trong ICU thì cũng tương tự ạ. Tuy nhiên thì nếu ở bệnh nhân mà thở máy, nếu bệnh nhân có thở máy thì mình có thể dùng các thuốc an thần như là midazolam, propofol, phenobarbital truyền truyền liên tục. Nhưng mà nếu bệnh nhân không thở máy, nhưng mà bệnh nhân thở máy thì các tác giả thì lựa chọn mà các thuốc không có gây về rối loạn ý thức, như là lacosamin, topiramat, bivaracetam, vân vân, để tránh ảnh hưởng đến ý thức sau khi mà dùng thuốc. Và đương nhiên thì phải tùy trọng tùy tùy thuộc vào tình trạng thận và cũng như gan để điều chỉnh theo liều, bởi vì trong các bệnh nhân trong ICU cũng như trong cấp cứu thì cái tổn thương đa cơ quan là thường gặp, cho nên là một thuốc thì người ta đã đưa ra hướng dẫn và cách chỉnh liều như trên. Nhưng mà tổng kết thì co giật có rất nhiều nguyên nhân gây ra, thì trong đó trạng thái động kinh là một tình trạng cấp cứu cần phải xử trí nhanh, thứ hai là chẩn đoán còn khó khăn và cần nhiều xét nghiệm để chẩn đoán phân biệt, trong đó thì có điện não đồ và chụp cộng hưởng từ là một trong những xét nghiệm mà cần đến nếu mà không có yếu tố kỹ thuật, thì không bài chẩn đoán bằng điện não đồ trong xử trí co giật thì sẽ có về năm sau sẽ diễn ra mà ngày hôm trình bày. Thứ tư là cần sự xử trí để cần đánh giá đầy đủ và chỉ định thuốc khi thực sự cần thiết. Thế đây là các tài liệu tham khảo. Em xin cảm ơn thầy cô đã chỉ lắng nghe. Xin cảm ơn bác sĩ Trọng và sư Đức hai mà trình bày cấp cứu và tham sức cấp cứu về tăng huyết áp và bác sĩ Trọng tiếp theo chúng ta sẽ đến những phần mà các bạn đặt câu hỏi với các báo cáo viên, những người tất cả các quý vị đồng nghiệp có thể là xem trực tiếp trên Zoom hoặc là WebMeet có thể đặt câu hỏi hại của viên quan trọng các bạn sẽ được và để trong môi trường xét vâng viên tôi thấy là bác sĩ Đức đã có ba câu hỏi để tôi sẽ gửi lên bác sĩ trả lời. Câu một là bệnh nhân đến khám không ngồi được phải nằm đo thì huyết nằm sau huyết ngồi khác không, tiêu chí chẩn đoán là gì? Đọc.
Họ kia là cuộc sống là trong đầu tiên người cơ sống một bệnh nhân đến khám không ngồi được phải nằm để đói đã thì huyết áp cũng có khác so với ngồi không và điều chỉnh đoán khác không. Thì ở đây thì đối với khi mà đo huyết áp thì chúng ta cần phải lưu ý đến một số yếu tố. Thứ nhất là đó là bệnh nhân phải trong tình trạng nghỉ ngơi thoải mái để đo huyết áp, tránh những cái yếu tố nhiễu về tính tỉnh thức các thứ đó gây ra cái thông số đo huyết áp sai. Thứ hai là khi mà nằm so với ngồi thì có khác không, thì đối với những bệnh nhân không thể ngồi được thì đo thì chúng ta có thể đo huyết áp khi nằm, nhưng khi nhân khi đấy thì vẫn có một cái số nguyên tắc khi mà đo huyết áp. Thứ nhất là về mà chọn một cái bao đo huyết áp thì cái bao đo huyết áp thứ nhất là phải có được khoảng trên 80% cái chu vi bóng đến tay. Thứ hai nữa là nó phải kích thước của nó phải khoảng 2 đến 2/3 cái tay của bệnh nhân. Thứ ba nữa là cái đồng hồ đo đã được phải đặt ở ngang cái mức tim mà bệnh nhân, thì khi đấy thì chúng ta cái quân chủ thì nguyên tắc như vậy thì có thể đo huyết áp nằm vô thì được. Về mặt tiêu chuẩn chẩn đoán thì có khác không, thì đối với cái chẩn đoán tăng huyết áp cấp cứu thì hiện tại thì với mức huyết áp nào để chẩn đoán là bệnh nhân tăng huyết áp cấp cứu thì hiện tại cũng không có một cái tiêu chuẩn là con số huyết áp là bao nhiêu để nói là bệnh nhân có tăng huyết áp cấp cứu. Thì đối với chỉ là người ta thường thấy là huyết áp ở những bệnh nhân này thường là trên 180 trên 120 km thì vân mà thôi. Điều quan trọng ở những cái bệnh nhân này thì chúng ta phải cần phải tìm xem là bệnh nhân có cái biểu hiện ở tổn thương cơ quan đích hay không. Với những cái tổn thương này là với điều kiện là mới xuất hiện và đang tiến triển tăng lên, mọi bệnh nhân có thể là có xuất hiện năm mới có nhồi máu năm mới, là để chúng ta có thể có cái biện pháp xử lý thích hợp để. Đang bác sĩ rất thì tôi chân tí nhỏ thôi thì có sự khác biệt giữa huyết áp khi tự thấy nằm và tự ngồi hay không, thì đây cũng thuộc vào rất nhiều cái khảo sát trên các nghiên cứu, thì có những nghiên cứu thì thấy không sự khác biệt, nhưng tuy nhiên có nghiên cứu thì đa phần là thấy là huyết áp tự thấy nằm cũng thấp hơn thì này giúp nên có con số cụ thể khác nhỏ bao nhiêu. Câu thứ hai của bác sĩ Đức là khi bệnh nhân đến cơ sở huyết áp trên 180 trên 100 có tổn thương van đích thì có nên chờ cận lâm sàng được xử trí hay không? Ở đây thì chúng ta biết là đối với cái xử trí thứ nhất là đối với bệnh nhân khi mà vào cơ sở mà chúng ta đo huyết áp rất là cao thì chúng ta cần phải nhanh chóng phân biệt ở đây có phải là tăng huyết áp cấp cứu hay không, bằng cách là xác định xem là bệnh nhân có tổn thương van đích hay không. Và về mặt xử trí thì chúng ta phải cá thể hóa cho từng trường hợp bệnh nhân với những tổn thương cơ quan đích ở đây là gì, thì chúng ta phải có cái lựa chọn thuốc tích hợp và hạ cái đích hạ huyết áp là bao nhiêu, trong thời gian là bao nhiêu để tùy cho những bệnh nhân cụ thể. Cho nên là đối với những cái bệnh nhân mà chúng ta chưa có, ví dụ như là có bệnh nhân có những cái biểu hiện rất là chung như là đau ngực hay là bệnh nhân đau đầu, thì chúng ta không thể rõ chắc chắn là liệu là có phải thực sự là bệnh nhân đang bị tăng huyết áp cấp cứu hay không. Nếu mà chúng ta hạ huyết áp sử dụng thuốc hạ huyết áp và sử dụng hạ huyết áp nhanh thì có thậm chí có thể làm nặng lên cái tình trạng bệnh nhân. Cho nên là nếu mà không thể làm được có gì có lợi thì không nên làm được, có hại thêm. Câu số 3 Dạ, đúng là câu hỏi của bạn thì rất là đến lâm sàng ấy. Nhưng mà bệnh nhân vào thì mình có tổn thương phân tích mà huyết áp rất là cao, đôi khi không biết sẽ tăng nguyên là cái gì, chắc là các bạn như họ sẽ biết cái là mình sẽ những cái câu hỏi thứ ba là khi bệnh nhân có còn câu hỏi thứ ba là bệnh nhân có huyết áp cao từ Bệnh nhân có huyết áp thường xuyên cao khoảng 150 trên 100 mm gần là khó cao nhất là 200 đến 110 và không có biểu hiện gì thì kiểm soát huyết áp như thế nào. Thì đối với những cái bệnh nhân mà huyết áp tăng rất là cao nhưng mà không có cái tổn thương ở bất kỳ cơ quan nào thì đối với cái nhóm này thì được người ta xếp vào nhóm tăng huyết áp khẩn cấp, tức là nó cho phép chúng ta có thời gian để xử lý.
Không nhất thiết là chúng ta cần phải sử dụng thuốc hạ huyết áp từ truyền tĩnh mạch để hạ huyết áp nhanh nhất có thể, vì là nó không có cái tổn thương cơ quan huyết nào cả. Thì đối với những nhóm bệnh nhân này thì chúng ta có thể sử dụng các thuốc hạ huyết áp đường uống bằng cách là chúng theo dõi là hỏi xem là trước đấy bệnh nhân đang sử dụng thuốc gì, chúng ta có thể tăng liều lên hoặc là phối hợp với các thuốc khác. Chúng ta có thể là cho bệnh nhân về nhà uống thuốc và tái khám lại sớm trong vòng khoảng 1 đến 2 ngày. Câu hỏi tiếp theo thì quan trọng là khi bệnh nhân bị tim thì dùng thuốc cắt cơn ngay hay chờ sẽ tim Khi mà bệnh nhân mà cơn động kinh thì mình phải phân biệt là đó là cơn động kinh đầu tiên hay là cơn động kinh lần thứ hai lần thứ ba rồi hay là trên nền bệnh nhân có động kinh. Nếu mà bệnh nhân cơn động kinh đầu tiên thì thông thường với cơ chế tự cắt cơn của người động kinh thì mình có thể chờ, bạn nên và đọc các điểm điểm tim của người người cô giống như phác đồ và xử trí cơn trạng thái động kinh này trong từ không đến 5 phút đầu tiên thì mình sẽ ổn định bệnh nhân, thậm chí có thể đặt ống thực quản nếu bệnh nhân mà có suy hô hấp hôn mê và cho đó làm điện tim và xem có thuốc này nhịp không, làm các xét nghiệm như ngay lập tức thử đường máu vào mạch, nếu mà đường máu đường mà dưới 3,3 mmol cho luôn là đường máu và cho luôn glucose cộng với vitamin B1 và đồng thời lập đường truyền và lấy các xét nghiệm. Nếu mà trong quá trình đấy mà cơn động kinh đầu tiên không được cắt được thì nó sẽ rơi và chẩn đoán là trạng thái động kinh trên 5 phút rồi, lúc đấy thì mình sẽ khởi trị thuốc chống động kinh như phác đồ. Còn nếu mà cơn động kinh thứ hai mà vì trong quá trình mình không mất thời gian, nếu mà đã cơn động kinh thứ hai rồi mình không mất thời gian để chờ đợi nữa thì người ta thấy là cái tiên lượng nó xấu hơn và cái nguy cơ là sẽ gặp gặp lại cơn thứ ba thứ bốn, cho nên là người ta sẽ khởi trị luôn mà tôi động kinh và sẽ sau đó sẽ đi tìm nguyên nhân. Nếu nguyên nhân tìm được và ổn định thì mình sẽ có thể là trung tâm kiểm soát. Còn đối với bệnh nhân có những cơn động kinh trên nền bệnh nhân có đã có cơn động kinh rồi, tức là có bệnh động kinh rồi, được chẩn đoán rồi, thì chuyên khoa nhận rồi phải vào với mình, thì bệnh nhân này mặc dù là có thể có những các yếu tố khác mà có thể gây nên cơn co giật, ví như là hạ đường máu và rối loạn điện giải, tuy nhiên trên nền đã có bệnh động kinh rồi thì mình sẽ điều trị luôn bằng thuốc điều trị chống co giật. Nếu mà bệnh nhân bỏ thuốc hoặc là mình ở nước ngoài đã bị lượng được cả đọc thuốc, tuy nhiên ở Việt Nam thì không, thì mình có thể nếu mà cơn co giật mà cơn co giật mà nó kéo dài mình có thể sử dụng các thuốc vận chuyển và từ đó mình sẽ làm cái tạo trách nhiệm chẩn đoán các nguyên nhân có thể gây kích hoạt đến các cơn vị. Câu hỏi năm. Và biết là đoán là điều trị bệnh nhân kết thúc có kinh nghiệm thì đó là kinh nghiệm. Về đồng tin tiết bụng thì em chưa có nhiều, em chưa đắc nên là em chưa hiện tại em chưa có phát hiện gì về tiết bụng, thì chắc là cái này nó sẽ liên quan đến chẩn đoán rất đặc hiệu và khá là khó và liên quan đến chuyên ngành vi nhiều hơn, thì có thể là cái này thì có để em xin gọi đến các chuyên gia được sau thầy cô và các anh chị đồng nghiệp trong trường mà có những giúp đỡ. Hỏi anh Trọng là trong trường mà mình không khống chế được cái cơn động kinh thì mình có dùng giãn cơ không? Thầy là mình không không biết là mình không nhận cơ, Tại sao? bây giờ nhận cơ không có tác dụng gì, trừ không có tác dụng gì trong việc là ngăn ngừa thì ví dụ não là từ trên đến não nó phát liên tục, chứ không phải là do cơ nó tự có gì, mà do đây là do tín hiệu nào nó phát ra, và cái tín hiệu này nếu mà mình không cắt được thì nó sẽ tiêu tốn năng lượng rất nhiều để tế bào nào có tiếp tục và là đốt quá trình đốt cháy năng lượng thế nào và gây tổn thương nặng, cái chính là gây tổn thương nặng chứ không phải là cái mình ngăn ngừa về cơ vân, và trong cái đấy mình thấy ngăn ngừa chính là mình ngăn ngừa các tín hiệu kích hoạt
Thế mà ở cái bài thế nào chứ không phải mình cơn về nguy cơ cơn có gì cơ vậy? Là mình muốn khống chế được cái là sóng động kinh, tức là Cái đấy không? muốn khống chế được cái nhà cái là cái kích thích thần kinh ở trên cái kích thích ở trên trung ương, thì mình cũng dùng cái dạng cơ để mình xem cho mình đã Dài đã. khống chế được chưa. Vâng vâng Tại vì trong trường thấy một số trường hợp thấy mọi người vẫn dùng dạng cơ, trong trường hợp thấy bảo qua nhà qua giật vẫn không khống chế được dạng cơ, không hiểu là bây giờ có mới hay là gì không, hay là không dùng. Bởi vì nó sẽ gây ra trường hợp là mình nguy hiểm nhất là mình không chế được, không biết được là không biết là nó tiến triển hay không, không biết được là mình nhân là có tiến triển hay không, mình không biết là liều liều thuốc có đủ hay không, liều thuốc chống đủ có đủ hay không, rất là rơi vào trạng thái như thế. Và thực chế bản chất của ở đấy là nó ức chế tại tại cơ chứ không phải ức chế trên tín hiệu thần kinh trên não, nên là rất là người ta không khuyến cáo luôn là không dùng thuốc giảm cân và có cái độ học là tôi chắc. Thế thì trong trường hợp nào thì vẫn được người dạng tôi nhiều trường hợp vào bệnh nhân thấy cái nhà thấy có gia đình như muốn bán. Cái này chúng ta xin chia kinh nghiệm của thầy đang cùng và xét đọc các cầu thì thấy có các sử dụng các thuốc khác nhau từ trong tập nào tập tin chỉ kiến thức về từ kinh mà nó có giật thì mình có giật khi vào thì anh không thể biết được là bệnh nhân là trạng thái đông kinh hay bệnh nhân là có giật trong nhân gì ngoại biên hay là trong nhân trung ương, thì vấn đề bây giờ trong trường nào thì anh có thể đặt cơ lên xác định được nguyên nhân rồi thì mình đặt cơ được. vâng. Hay là còn cái nữa là liều điều chỉnh liều thuốc chúng có liều thuốc chống co giật liều thuốc chúng co giật ở bệnh nhân trạng thái đồng kinh như thế nào, khi nào thì tăng khi nào thì giảm, thì chưa thấy trình bày thì cái đấy là rất khó trong vấn đề về là anh điều chỉnh. Nếu mà anh bảo chỉ cần cắt được cơm là chấm hết, không phải Vâng, cái này thì nó thực ra thì trong thời gian sàn thì nó phải có phải theo dõi liên tục điều không, bởi vì cái đấy cái quan trọng nhất thì nó sẽ phát hiện ra nó liên, tức là cái cơn có giật cơ vân ấy, nó chỉ là biểu hiện ở bên ngoài thôi, bản chất ở đây là mình đã ức chế được một sóng điện não chưa, cái sóng liên tục kia nếu mà trên điện não đồ mà trên điện não đồ mà đã ức chế rồi thì có thể đạt được những cái này và rất sâu và sẽ có bài báo cáo riêng về điện dùng điện não đồ trong những bệnh và nhân cái có vấn vậy. đề không phải chúng ta có điện não đồ chỉ cho anh làm, vậy thì anh dựa vào đâu anh phải tăng giảm liều, tăng thì không nói thì giật thì tăng lên rồi, nhưng mà giảm liều và giảm như thế nào đấy là cái quan trọng nhất trong bên thực hành lâm sàng, là gì, là anh dùng khi nào thì anh giảm liều và giảm như thế nào và theo dõi như nào thì lâm sàng, chứ còn chỗ nào điện não không phải chúng ta có điện não như anh đâu. Em sẽ có một số ý kiến về khi nói chuyện là trong cái bài của bác sĩ Trọng đã tiếp cận thầy có dần chúng ta có cái hai cái khái niệm khác nhau, rất là khác nhau, đấy là trạng thái động kinh và chúng ta dùng các thuốc đấy để tránh các trạng thái động kinh. Là được duy trì Đấy sau khi thuốc anh khi sử khống dụng chế được trạng thái kinh thì bắt đầu nhờ bệnh nhân thoát ra được cái trạng thái kinh này, anh phải có cái thuốc để duy trì để tránh tình trạng xuất hiện cơn động kinh trở lại. Dạ Đấy vâng. là cái do nhà bệnh nhân động kinh nói điều trị cơn động kinh nó còn mình trạng thái động kinh là định sao định nghĩa trạng thái kinh như nào trọng thì phải có định nghĩa trạng thái động kinh đấy, Trong ba có sáu rồi. đấy phải có và đến Đúng gần ngay thì rồi. ở đấy điều trị là trạng thái kinh là một cái cấp cứu, còn động kinh không thì nó cũng phải là Phải động kinh có nhiều có nhiều có đấy. đấy. Mình đang định phân biệt cái này cái chậm và lại Ừ. định xem Phải có cái đấy, hai cái nó đấy, nếu mà động kinh không thì có thể dùng cái giờ xuất hiện động kinh thì nó có thể chúng ta chỉ dùng thuốc uống được, không phải nhất thiết là phải coi nhà đấy. Còn trạng thái kinh là cái đấy là nặng nên bắt buộc phải điều trị ngay. để trở thành cái nhận nó năm 2015 là có những định định mới không? Hay là khi nào thì cần can thiệp hô hấp ở bệnh nhân điều trị trạng thái động kinh?
cái này thì mình đánh giá thực tế của lâm sàng thầy là mình phải nên đánh giá thực tế lâm sàng nếu mà cảm thấy bệnh viện mà hiện tại kéo dài mà mình không cắt được cơn mà có ảnh hưởng đến khả năng hô hấp mình nên được suy toàn hô hấp hoặc là giảm oxy máu thì mình phải đặt đúng một cái quản của máy và nếu hoặc là trường hợp của mình phải dùng đến thuốc tự lấy thuốc các thuốc ăn hàng ngày ví dụ như son vitamin thì tục cao liệu là nó có quy định của nó, nếu mà anh chỉ cắt đơn phần thuốc thông thường như Nitazolam hoặc là Ketan đi Nitazolam hoặc là xe nhẹ thì có thể chia phần can thiệp, nhưng mà khi đã dùng thuốc gây mê thì bắt buộc phải là can thiệp hô hấp ngay. Thầy Tấn, có hỏi hai câu thì nó thì chẳng chưa chẳng có được tính chất là biết câu trả lời. Thầy Tấn trong những năm vừa qua thầy chuyên gia về các bạn đặc biệt là trong trung tâm có rất nhiều bệnh nhân có điều chỉnh làm viêm não kinh niên trạng thái cực kỳ và điều chỉnh thuốc của mình rất là khó rất nhiều bệnh nhân có thể chia sẻ một trả lời có nghĩa là khi nào điều chỉnh khi nào nhiều nếu mà mình chỉ điều mà theo mình não thì vẫn còn không nó có cái ta đã nói rồi chúng ta đã trong cái trạng thái như này thì là nó nói về vấn đề khi nào nhanh giảm liều thuốc sau bao nhiêu lâu anh khống chế được cái cơn động trạng thái kinh là bệnh nhân thì anh giảm liều thuốc và giảm đến thuốc nào trước có từ đó sau 24 tiếng mà anh không xuất hiện trạng thái co giật lại anh không thấy xuất hiện lâm sàng thì anh có thể giảm những liều thuốc và gì gây mê nó bắt buộc phải giảm đầu tiên còn giảm liều như nào giảm anh có thể giảm coi như là tùy theo liều có thể giảm 1/3 hoặc 1/2 những liều đang sử dụng và anh theo dõi sau trong vòng 2 tiếng nếu mà xuất trở lại thì anh lại tăng liều trở lại còn nếu không thì anh lại tiếp tục lại sau 12 tiếng nữa anh lại giảm tiếp có điều kiện là giảm thuốc gây mê trước thế đấy là liên quan đến ý thức còn những thuốc mà chống động kinh hay chống co giật thì là cái thuốc mà ít ảnh hưởng đến ý thức thì mình phải vẫn phải duy trì và giảm liều sau khi mà kiểm tra nhiệt não này hạn nó đang theo dõi và nó không xuất hiện đấy nên cứ giảm liều dần nhưng mà bao giờ người ta phải giảm những cái đã chạy động kinh là phải xem xét và cái liều thuốc gây mê của anh liều đang dùng những liều gì và sau bao lâu mà những không xuất hiện thì anh bắt buộc phải giảm liều nên anh không thể dùng mãi là tôi dùng lại liều thế tốt rồi tôi cứ để nguyên này để nguyên đến bao giờ ta sẽ đi mặt đất hoa gì cho thì cái quan trọng cái đầu tiên thì đã ứng là bị loại là thì có mấy cái lưu ý một là bệnh nhân bạn tức là bị lực lượng bạn bệnh nhân bằng cái học được tặng cái thứ hai nữa là bệnh nhân phải gây được tặng cái hoặc là trong kính đầy đủ cái thứ ba nữa là hạ hồ sơ được giảm oxy thì rõ câu cái thứ tư nữa là nếu như mà cái cơn co giật để kéo dài trên 30 phút dần vậy sẽ mới đọc đường dài của bệnh nhân sẽ bị giảm xuống mức này thiếu oxy và một cái điểm nữa là nếu như mà bệnh nhân mà chẳng hạn như đang chấn thương hay là chúng ta cần phải đi can thiệp với chụp như chụp mạch não hay là chụp CT chẳng hạn thì lúc đấy chúng ta cũng nên đáp sớm để chúng ta bảo vệ bạn trên cái đường vận chuyển đấy là cái gì đó là cái quả còn vấn đề thứ hai nữa là lúc này cũng có câu hỏi là đầu tiên thì bụng thực sự là tiếp cận đến các bệnh nhân mà bị đau bụng và cơn đau bụng nó cũng rất là dữ dội vị chẳng hạn đấy và chúng ta đã tìm tất cả các nguyên nhân là về đường tiêu hóa hoặc là dị ứng thức ăn và không thấy thì chúng ta có thể nghĩ đến là chúng ta có thể đi làm điện đau rồi đấy và có sóng thần kinh và khi mà chúng ta
y tế động kinh tế bụng của chúng ta điều trị với thuốc và chống động kinh và nó đỡ cái chẩn đoán là động kinh tế bụng. Thế thì các thuốc thì có thể cũng có thể ba nhóm, có thể phenytoin hoặc là nhóm carbamazepine, mazepin, tegretol chẳng hạn đấy điều trị và đấy là hai cái câu hỏi các bác sĩ của chúng ta. Còn khi có hỏi giám đốc thì thực sự là cái huyết áp mà bệnh nhân cũng đứng cũng ngồi được mà nó huyết áp từ thế nặng thì thế này thì thực ra đó huyết áp từ thế nặng thì có rất là tốt đấy là đấy là và người ta phát hiện được bệnh tim nguy cơ mà bệnh nhân mà có thể tăng huyết áp thì thế nặng thì phải phải đến phát hiện được bệnh tốt hơn những số khi mà thấy những bệnh nhân mà tăng huyết áp từ thế nặng thì có những nguy cơ về đột quỵ nữa, nguy cơ khác thì nó nhiều hơn đấy thì đấy là bệnh mà cứ thế nào thì tối toàn và đó là chế độ như vậy đó. Ngồi bắt buộc phải tay là nằm ngang với thần. Các quý vị đồng nghiệp có nhận xét gì về hai cái chủ đề này không ạ? Hoặc là có câu hỏi liên quan đến chủ đề này có thể mở mic tiếp hoặc là trên cửa xuống chat. Đấy là nó là thuốc viên cái tạng để sửa chữa tạng nên cái tạng phải thuốc viên cái tạng chứ trong tình bụng nó to to nó to đó nó là nói chung là đau nói chung nên là không tìm được nguyên nhân khác đó thì các loại thì tốt nhất bên thứ hai là cái này nó lặp đi lặp lại nó hay lặp lại nó kiểu cơn thần kinh nó từ đâu tại vì là nó thực ra là có một cái nó còn thêm nữa là có những người người ta thần kinh cả rất nhẹ chỉ tám ý thức rồi tẹo thôi khoảng vài phút thôi giống giống như là cái người ngủ gần đấy đó nhưng mà cái đấy bắt buộc mình cũng phải tầm soát cái chuyện động kinh vì nó dẫn đến cái chuyện là người ta nó cái tai nạn này thì tạo giao thông á là mình em có mấy người quen này, nhìn cứ bảo vì làm sao tự nhiên đấy thì gọi là nó chỉ khoảng 2 phút thôi thế mà lâu lôi ra là bắt cái cũng được cái phát hiện sóng động kinh và điều trị cái đấy là rất dễ gây tai nạn còn cái thể tạng thì nó thực ra nó không phải nó hiếm nhưng mà không phải là mình có chẩn đoán thì mình thấy là nó mình nó đau bụng mà mình không tầm soát nguyên nhân mà nó hay bị tái lại không lâu là bị lại mà không có nguyên nhân thực thể nào mình cũng thấy mình nên làm như thế nào tôi cũng kiểm đâu mà bạn hay bỏ không nghĩ đến thì mình nên làm kiểm não để mà thấy được không nghĩ đến thôi chứ còn có thể rất nhiều đấy trong nhà mình không nghĩ đến thì học được đấy học kinh học kinh tục như thế lâu người ta lại sẽ phải cái này cái cơn bắn thức ấy phải đến nhiều phết nó trong điện não ra động kinh thì hay điện não thời gian đông ra để chuẩn đoán cái đấy rất khó trong chương trình năm 2024 mình sẽ có bài liên quan đến điện não trong cùng lúc trong hồi sức để đoán và xử lý bệnh nhân. Ngay khi bệnh nhân có câu hỏi gì thì các bác sĩ chặn nước nhé. Ông như là xèo xèn mãi chả được như là cho truyền đọc tin này tập hình sâu mà bây giờ là mình dùng vào trong cái việc tưởng hình như là người ta không bán cho mình nữa không bán cho Việt Nam trang tội là lương nào về nhà thành quốc để dùng tưởng hình nhận không bán nữa nó chỉ cho thuốc uống thôi không phải bán thuốc uống nó không bán được tiêm lần như trước kia toàn dùng cái ngày xưa là nó rẻ cái đấy món ấy rẻ rẻ thế thì không biết bây giờ lấy đâu ra để làm chủ thì tiêm mai kali và tiêm mai insulin ai thì muốn không tiêm mai insulin từ đấy insulin bằng kali cái đấy là ngày xưa ngày xưa chắc là cái đấy là bây giờ mình có không chưa có thế thì bây giờ mình dùng cái gì cha tuổi fan mấy mươi tân này à quên là mình dùng minazolam kể cả post phenytoin mình làm gì có à không mình dùng minazolam xong đến là ra được các bước của nó là nên là minazolam xong rồi đến là propofol đấy xong không đến chuẩn thì người ta dùng bento bento thì
văn hóa đã ăn đấy là mình là có văn hóa ở bên bên ví dụ như là cùng kết đoạn văn hóa mình chủ yếu muốn có chuyện rồi có chuyện có chuyện bây giờ chuyện tên của đây thôi hay là khi lắp tăng hay là chất ra thì mình có cuốn một câu hỏi nhá sau nhiều lần có bị chứng co giật nên sử dụng thuốc chống co giật như thế nào sau khi định cái này đi chữa bác sĩ thần kinh thôi cái này là chắc chắn là di chứng rồi di chứng rồi chuyển bác sĩ thần kinh là gì cái đó không thể bỏ đâu cái này mình sẽ chẩn đoán nó là toàn thể hay là thể cục bộ bằng cách là mình sẽ làm định là đồ cái này di chứng và khả năng mà để nó hình thành một cái cơn mới là rất cao đấy thì người ta đã có những cái lựa chọn thuốc đấy mà mình có thuốc uống đấy nhưng thông thường thì van roat mình hay ứng dụng van roat thì trong đấy có đề bào kinh nhạc uống viên nhạc uống dịch ấy, thì nó có thể là liệu pháp gần như đầu tay có trong trong cơ giật toàn thể còn đối với những coi như cục bộ thì mình có levetiracetam hay là chất ra thì mình cũng dùng hoặc là nếu không có thì có thể dùng thay thế bằng van hóa được và một số thuốc khác như trên mình vẫn có những loại đông kinh tùy những loại đông kinh mà có những phốt cho hay sen cho và sau đó thì phối hợp thuốc khác nhau còn có đặc điểm chẩn đoán có thể gì là cục bộ hay là toàn thể hay là cục bộ toàn thể khác thì đấy quý vị đồng nghiệp có một câu hỏi khác cho bác sĩ Trọng không? Bác sĩ Đức. Có quý vị đồng nghiệp không có câu hỏi gì khác thì chúng ta sẽ kết thúc buổi thảo ngày hôm nay. Xin cảm ơn bác sĩ Trọng, bác sĩ Đức đã hành với bài trình bày rất là hay, hay gặp trong buổi bệnh nhân của xuất kỳ. À, không phải bác sĩ nào cũng mình nắm rõ hết được về hai cái bệnh này là cơn tăng nhóc nguy hiểm và cơn đột quỵ và giống như một cái câu hỏi của cái tấn ấy rõ ràng là những cái này cũng mà rất là khó và không phải chúng ta không gặp quá nhiều trên lâm sàng là mình để biết về nó thì không dễ và qua cái bài trình bày của bác sĩ Trọng bác sĩ Đức chúng ta có thêm kiến thức về hai cái bệnh này. À, tôi cũng xin thông báo là bắt đầu năm 2024 thì chương trình sinh hoạt khoa học chiều thứ ba hàng tuần của bác sĩ và chương trình sinh hoạt khoa học chiều thứ năm của điều dưỡng thì chúng tôi đang dự kiến chúng tôi xin phép trung tâm đào tạo và chỉ tiến của Bạch Mai để có thể cấp chứng chỉ CME liên tục cho các bác sĩ mà có đăng ký tham dự buổi sinh hoạt khoa học và chương buổi chiều thứ ba và chiều thứ năm khi nào mà chúng tôi mà hoàn thành xong thủ tục và có các hướng dẫn cụ thể thì sẽ đăng tải trên các group thông báo để cho các anh chị em đồng nghiệp các bác sĩ và các anh chị em điều dưỡng có thể đăng ký tham gia các buổi chiều khoa học để có các chứng chỉ CME cần thiết cho công việc hàng ngày.